Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Diễn đàn ARF kết thúc, không có giải pháp nào cho Biển Đông. Hội nghị Ngoại trưởng ARF Diễn đàn An ninh khu vực Asian kết thúc hôm thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2020. Hồ sơ Biển Đông vẫn bế tắc, trong bối cảnh xung khắc Mỹ và Trung tiếp tục leo thang. Ngoại trưởng các quốc gia của ARF, trong đó có đại diện của Nhật Bản, Hoa Kỳ và Trung Quốc, đã kết thúc một loạt hội thảo qua phương tiện điện tử truyền hình dưới quyền chủ trì của Việt Nam. Trong cuộc họp báo sau hội nghị, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết, các nước tham dự đã có nhiều cuộc thảo luận về hồ sơ Biển Đông, nơi mà cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc mỗi ngày mỗi leo thang. Ngoại trưởng Việt Nam tuyên bố là Asian không muốn xung khắc Mỹ và Trung biến thành mối đe dọa cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo bản tin của hãng thông tấn Nhật Bản NHK, diễn đàn ARF lần này không đem lại một giải pháp nào cho Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đơn phương khẳng định chủ quyền trên 80% diện tích. Tổng thống Trump sẽ thăm California hôm 14 tây tháng 9 để nắm tình hình cháy rừng. Người phát ngôn Nhà Trắng Jared Deer cho biết trên Twitter rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm California hôm thứ Hai ngày 14 tây tháng 9 để nghe báo cáo tóm tắt về các vụ cháy rừng đang càn quét qua miền Tây nước Mỹ khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Reuters và ABC 7NY đưa tin. Các cơn bão lửa, trong đó có một số vụ cháy lớn đạt mức kỷ lục ở California và Oregon, được tiếp sức bởi gió lớn gào rú trong khu vực nhiều ngày qua giữa cái nóng kỷ lục. Các bản tin của Reuters và ABC 7NY viết. Tháng trước, ông Trump đã tuyên bố về tình trạng thảm họa nghiêm trọng để cung cấp hỗ trợ liên bang, vẫn theo Reuters, và ABC 7 NY. Đây không phải là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Tổng thống Trump đến California vì cháy rừng. Vào năm 2018, ông có một chuyến thăm bao gồm một chặng rừng chân tại Paradise, nơi 85 người đã thiệt mạng và khoảng 19.000 công trình kiến trúc bị phá hủy trong và xung quanh thành phố. Chính quyền Trump mở rộng vòng tay chào đón doanh nghiệp Mỹ trở lại từ Trung Quốc. Trưởng ban cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết hôm thứ Sáu ngày 11 tây tháng 9 rằng chính quyền Trump có thể tạo ra các động lực tài chính và tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ chuyển rời hoạt động sản xuất từ Trung Quốc trở về đất mẹ, tạo việc làm cho người dân Mỹ, theo The Epoch Times. Nó giống như đứa con hoang tàng trong kinh thánh bạn biết đấy, chúng tôi muốn đưa đứa con hoang tàn đó trở về. Ông cất lồ, phát biểu tại hội nghị trực tuyến trưởng niên của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ. Exim. Và chúng ta sẽ mở rộng vòng tay cho đứa con hoang tàn và châm trước cho nó bất cứ phần thưởng nào mà chúng ta có thể sự gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch gây ra đã thúc đẩy nhu cầu đưa dây chuyền dây chuyền sản xuất các lĩnh vực quan trọng trở lại Hoa Kỳ. EU tổ chức diễn đàn đầu tư quan trọng tại Đài Bắc. Các nước thành viên Liên minh Châu Âu EU sẽ tổ chức diễn đàn đầu tiên của họ tại Đài Loan, Đài Bắc, để trao cơ hội đầu tư trực tiếp cho các công ty Đài Loan với đặc phái viên hàng đầu eu khuyến khích các doanh nghiệp địa phương đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế hậu đại dịch tại châu âu theo taiwan news theo ông philip zhigozhuki người đứng đầu văn phòng kinh tế và thương mại châu âu eeto ở đài loan các doanh nghiệp đài loan muốn tăng cường sự hiện diện của họ ở châu âu đặc biệt là vào thời điểm chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc do đại dịch COVID-19. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với thông tấn xã Đài Loan CNA hôm thứ Sáu, ông Zygrozuski cho biết các công ty trên khắp thế giới đã rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng COVID-19. Ông nói, chúng ta phải xem xét lại chuỗi cung ứng toàn cầu và khả năng phục hồi hoạt động kinh doanh. Đồng thời cho biết EU không muốn quá phụ thuộc vào một thị trường hoặc một nguồn nguyên liệu thô nào đó. 10.000 phụ nữ tuần hành đòi tổng thống Belarus từ chức. Khoảng 10.000 phụ nữ đã diễn hành tại thủ đô Belarus hôm thứ bảy, ngày 12 tháng 9 đập nồi niêu song chảo và la hét đòi Tổng thống độc tài của nước này từ chức trong cuộc biểu tình lớn chống chính phủ đã bước sang ngày thứ 35 liên tiếp theo AP. Nhiều người mang theo chân dung của Maria Kolesnikova, một nhà lãnh đạo hội đồng điều phối phe đối lập, đang yêu cầu tổ chức bầu cử lại cho quốc gia 9,5 triệu dân từng thuộc lên Xô cũ này cô đã bị bỏ tù trong tuần sau khi cảnh sát cố gắng buộc cô rời khỏi đất nước. Pháp báo cáo số ca nhiễm mới COVID cao kỷ lục, hơn 10.000 ca nhiễm COVID-19 mới đã được xác nhận ở Pháp chỉ trong một ngày, còn số ca nhiễm mới ngày ca mới hàng ngày cao nhất tại quốc gia châu Âu này kể từ khi đại dịch bùng phát theo Sky News. Tổng cộng 10.000 561 ca nhiễm COVID-19 mới đã được ghi nhận hôm thứ Bảy ngày 12 tháng 9, lần đầu đạt mốc 10.000 ca trong vòng 24 giờ tại Pháp. Tổng số ca nhiễm đã vượt mốc kỷ lục trước đó là 9.843 ca mới một ngày được ghi nhận hôm thứ Năm. Các nhà lập pháp Mỹ chấn vấn Disney về phim Hoa Mộc Làn một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ đã thúc giục giám đốc điều hành Walt Disney, ông Bob Chapek, giải thích mối quan hệ của tập đoàn giải trí và truyền thông này với các cơ quan an ninh và tuyên truyền tại khu vực Tân Cương, Trung Quốc, trong quá trình sản xuất bộ phim Sử thi chiến tranh Hoa Mộc Lan theo Reuters. Bản làm lại bộ phim hoạt hình kinh điển về một nữ chiến binh cổ đại nổi tiếng ở Trung Quốc với mức vốn đầu tư lên đến 200 triệu USD của Disney đã gây tranh cãi vì được bóng máy một phần tại khu vực Tân Cương, nơi cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác của Bắc Kinh đang bị nhiều chính phủ bao gồm Mỹ và các tổ chức nhân quyền lên án. Sự hợp tác rõ ràng giữa Disney với các quan chức Cộng hòa, nhân dân Trung Hoa, những người chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc tiến hành các hành vi tàn bạo và việc che đậy những tội ác đó là điều vô cùng đáng lo ngại. Các thượng nghị sĩ và đại diện Đảng Cộng Hòa viết trong lá thư hôm thứ Sáu, 11 tây tháng 9. Bức thư thúc giục Disney đưa ra lời giải thích chi tiết cho vấn đề này. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình điểm tin thế giới đến đây xin kết thúc ngọc dung xin thân ái kính chào tạm biệt quý khán đánh giả và hẹn lại trong điểm tin thế giới kỳ tới kính chúc quý khán đánh giả và gia đình một ngày an lành hạnh phúc và bình an